Là trụ cột gia đình, tôi luôn tìm kiếm nơi an cư lý tưởng cho tổ ấm của mình. Nơi đó vừa thuận tiện để vợ chồng tôi đi làm, vừa có môi trường lý tưởng để con tôi phát triển toàn diện. Một kỹ sư trưởng chịu nhiều áp lực như tôi, luôn phải duy trì nguồn năng lượng dồi dào, và gia đình chính là nơi tiếp thêm sức mạnh cho tôi. Về nhà nhanh chóng sau khi hoàn thành công việc luôn là ưu tiên hàng đầu. Là nhà đầu tư, vị trí của dự án là điều tôi quan tâm nhất. Vị trí đắc địa, hạ tầng giao thông phát triển, gần nhiều khu công nghiệp lớn sẽ giúp dự án tăng giá trị khi giao dịch cũng như khi cho thuê. Game Skyward chính là nơi an cư hoàn hảo mà tôi đang tìm kiếm. Game Skyward nằm ở vị trí chiến lược thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam Long Thành, Đồng Nai, nên rất giàu tiềm năng sinh lời. Một cuộc sống lý tưởng đang chờ đợi gia đình tôi tại Game Skyward. James Skyward cách sân bay quốc tế Long Thành chỉ 5 phút, kết nối linh hoạt với trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Phan Thiết, các tỉnh miền Tây bằng nhiều tuyến đường cao tốc lớn như thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây, Bến Lức, Long Thành, Biên Hòa, Vũng Tàu và quốc lộ 51. Dự án còn liên kề khu đất xây dựng trụ sở quốc hội phía Nam, cảng Cái Mép Thị Vải, cảng Cát Lái và nhiều cụm trường đại học lớn. Gần James Skyward có các khu công nghiệp lớn nên khả năng sinh lời từ việc cho đội ngũ nhân sự cấp cao thuê lại sẽ rất cao. Dự án còn nằm gần sân golf Long Thành nên rất thuận lợi để thư giãn, gặp gỡ bạn bè, đối tác và kết nối những nhà đầu tư như tôi. Liên kề chợ Long Thành, gia đình tôi sẽ có những bữa cơm ngon lành từ nguồn thực phẩm tươi ngon. Tôi thích sống gần các khu công nghiệp lớn, vừa để thuận tiện cho công việc, vừa có thời gian chăm sóc gia đình. Ở gần nhiều điểm du lịch như Thác Giang Điền, Vũng Tàu, Đà Lạt, Phan Thiết, cả nhà tôi sẽ dễ dàng chu du khắp nơi trong ngày cuối tuần hoặc dịp lễ Tết. James Skyward liền kề sân bay quốc tế Long Thành nên rất tiện cho công việc của tôi. Từ đây tôi dễ dàng tiếp cận bệnh viện quốc tế Sinmac. Sức khỏe cả nhà sẽ được chăm sóc chu đáo bởi các bác sĩ giàu kinh nghiệm tại đây. James Skyward có quy hoạch trường học nên tôi sẽ có thời gian đưa con trai đến trường mỗi buổi sáng. Trong cuộc sống bận rộn, được sống gần trung tâm hành chính sẽ giúp tôi thực hiện nhanh chóng các loại giấy tờ khi cần thiết. Tôi thấy được James Skyward sẽ là mảnh ghép quan trọng trong bức tranh đô thị Long Thành sầm uất và hiện đại. Hạnh phúc nào hơn là được cùng nhau trải nghiệm cuộc sống muôn màu trong lòng khu đô thị thương mại giải trí sôi động James Skyward. Tuổi thơ của con trôi qua rất nhanh và tôi muốn tận hưởng từng phút giây bên con nhiều nhất có thể. Từ đây đến nội thành Sài Gòn chỉ mất 30 phút, tôi có thể linh động sắp xếp lịch làm việc, thời gian cho gia đình và thời gian gặp gỡ bạn bè. Tôi nhìn thấy lợi nhuận từ dự án này và tôi tin mình chọn đúng. Tôi cũng cảm nhận nhịp sống đang đổi thay từng ngày tại Long Thành. Vùng đất tương lai của con tôi. Cuộc sống tôi trở nên trọn vẹn. Tôi nhìn thấy cơ hội tại đây. James Skyward, hội tụ phồn hoa, lan tỏa phú quý.